Ngày tàn của ngươi đến rồi. Các ngươi vẫn còn tâm trạng để cười à? Ờ, tao cũng thấy đẹp. Hả? Con kia, mày lôi bọn tao ra đây làm gì thế hả? Các ngươi đã bị ta bắt vào quá khứ của 500 năm trước. Có mau thả bà về không thì bảo, màn hấp. Sao lăng, nước. Dám giết người của ta thì đâu có dễ. Ô, cái con này mày láo với bà à? Ui, ui da, cái gì thế này? Nó cứng cứng thế nào ấy nhỉ? Muốn quay về thực tại thì phải làm theo thử thách của ta. Nếu không, phải chấp nhận ở đây mãi mãi. Bà mà về được thì biết tay bà. Nhớ đấy, ông hấp cho mà chảy mỡ. Ồ, được, thoát được đi rồi hãy nói. À, ui ui rồi ôi. Trò một, đèn xanh đèn đỏ. Ủa? À. Bí kíp của ông đây rồi. Ô, núp hả? Sợ thật đây, sợ lắm, bé sợ. Ủa? Vòng một bắt đầu. Đi đi. Ê, sao mày đẩy tao? Cái con này. Sao bọn mày cứ thích núp sau lưng tao thế? Thì núp sau mới an toàn chứ má. Cái bọn này chơi rồng rắn lên mây à? Thả tao ra cái bọn này. Ngu đâu mà thả. Này thì núp này. À, mộng của tôi. Hoàng thượng di chuyển. Loại. Loại. Ta di chuyển bao giờ? Đừng có mà mồm điêu nhé. Check lại camera đi. Được, để ta check lại. Các người dám dờn với ta à? Hú hồn. Này, đứng dậy đi tiếp. Nhớ mặt bà đấy. Úi trời ơi, nhanh nhanh nhanh. Mùa cung qua. Cô chi Pion Trầm nì cha. Các người không chịu di chuyển à? Vậy thì ta sẽ đứng yên ở đây. Đằng nào hết giờ các người cũng sẽ thua. Cứ đứng ở đây có chết không cơ chứ? Con ruồi này. Mày chết với bà. Xong đời rồi mày ơi. Tao đâu có muốn. Được lắm, vẫn thích lì đòn à? Ôi, mày thế. Xem sự lợi hại của ta đây. Lỗi kỹ thuật, tất cả đều được qua vòng. Gì đây nhỉ? Đây chính là phần thi tiếp theo của các ngươi, cướp bóng. Hả? Là sao? Mỗi đội hãy cử ra một người để cướp bóng. Người còn lại có nhiệm vụ đỡ bóng. Ai ú xin mà. Trước mắt các ngươi là một trái bóng, thời gian có hạn. Nếu không giành chiến thắng thì cố lên, mạnh mẽ vào đây nhá. Cứ tin tôi. Cố lên, mạnh mẽ lên. Giỏi thì bơi vào đây, bà chắc. Con lợn nái này, tưởng mày là đàn bà ông nhường mày à? Cái sủ lợn này, mướn với bà mày à? Mày đánh tao à? Cố lên, 1 mét nữa, gần tới rồi. Tránh xa tao ra. Cái cặn gà này. Thả tao ra. Mày định thắng bà không dễ đâu. Con lợn này. Mày định vượt mặt ông à? Mày lại đây.
tôi. Mang bóng cho ông. Dám chìm đầu bà mày à? Đỡ này. Tưởng chơi bà mày mà dễ á. Ố, nhanh lên, nhặt bóng đi, ném qua đây. Ây dù ôi. Đỡ này. Của tao. Tránh ra. Của tao. Già rồi thì chờ đến lượt sau đi nhé. Úi dồi ôi. Yeah. Hỏng hết đốt sống lưng của tao rồi. Yeah, yeah. Vô dụng. Yeah, được của nó. Vậy là đã có người chiến thắng trong cuộc thi này. Rồi bị loại hãy chuẩn bị tinh thần đi. Chỉ tao không quan tâm. Mày dám chơi bẩn với bà mày à? Xem tao đây. Tránh bóng của bà này. Cướp của bà này. Này thì cướp à. Thua rồi thì chấp nhận đi. Sao mày đánh tao? Tưởng chơi bẩn với bà mà dễ à? Hôm nay bà không cho mày có đường về nhà luôn. Hây. Hây. Ái dồi ôi. Ôi dồi ôi. Cái gì con cầm cái không? Quất tiếp đi. Loạn quá, qua vòng hết. Gãy hết xương cốt rồi. Giỏi thì nhào vô. Phần thi cuối cùng này chỉ được một người sống sót. Các người tự tàn sát lẫn nhau đi. Ôi, hả? Tránh xa tao ra. Để bà xem. Chị đây chưa chừa một ai đâu. Toàn lũ đàn bà vô dụng. Nhưng mà không được. Ê, chúng mày lại đây đi. Gì đây? Tin được không? An tâm, lại đây, không giết nhau vội đâu. Này, chúng ta có bốn người, chẳng lẽ không bắt được con búp bê kia à? Ừ nhỉ, mình có bốn người cơ mà, sao phải nghe theo nó? Ờ, cũng đúng. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Ờ, nặng. Này, bây giờ chúng ta làm thế này nhé. Thấy thế nào? Ok. Ok. Sao lại vắng như chùa Bà Đanh thế này nhỉ? Mới thấy đây mà chúng nó đã đi đâu mất rồi. Bực mình thật. Có mỗi giết nhau mà làm cũng không xong. Ê, cốc phẫu, chuẩn bị vào vị trí. Ê, ok, ok. Chúng nó đi đâu được nhờ? Cái tay của tôi. Này bà, đây cho mày ra bà. Thích bắt bà mẹ. Mực này, tôm này. Có thích mực không hả? Mày bắt bà mày xuống nước. Mày dìm ai? Con lợn này. Cho mày chưa? Ê, đứng dậy nhanh. Thế giờ mày có đưa bọn tao về hiện tại không hả? Bình tĩnh đã xem nào. Ta sẽ đưa các ngươi về nhà mà. Nhanh, bà còn về với bồ. Thế có phải đỡ khổ hơn không? Làm cái gì mà cứ sồn sồn lên vậy? Không ngờ lại bị cái bọn này bắt nạt. Chúng mày hãy đợi đấy. Về rồi, về rồi, về rồi. Chào mừng các ngươi đã quay lại trại giam. Đi về phòng giam. Nhanh. Từ từ mà.